Xin chào quý vị khán giả. Tiếp nối video trước về một số hình phạt kinh hoàng nhất trong suốt lịch sử nhân loại. Chắc chắn rằng nó đã gây hoang mang cho nhiều người. Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì đã từng tồn tại. Ngày hôm nay, chúng tôi đã tập hợp thêm 7 trong số những hình thức tra tấn và tử hình tệ hại nhất mà loài người từng nghĩ ra. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ một lần nữa khám phá những góc tối nhất trong lịch sử nhân loại. Và trước khi bắt đầu phần chính, nếu các bạn thấy thích nội dung này, xin hãy giúp cho kênh có được một lượt like và một lượt chia sẻ nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 1. Trình nữ sắt. Khi nghĩ đến các dụng cụ tra tấn thời Trung Cổ, chúng ta không thể bỏ qua trình nữ sắt, một thiết bị giống như quan tài, làm bằng kim loại, nơi nạn nhân sẽ bị giam bên trong trước khi cánh cửa được đóng và khóa lại. Và quan trọng hơn, bên trong cánh cửa là một hàng các cây đinh nhọn sẽ xuyên vào người. Thật khó có thể tưởng tượng ra một nhà giam hay phòng tra tấn thời Trung Cổ mà không có một thiết bị như vậy. Tuy nhiên, bạn có thể sẽ bất ngờ khi biết rằng không có bằng chứng nào về sự tồn tại của một thiết bị như vậy cho tới ngày hôm nay. Nhưng chắc chắn rằng, thiết bị này chắc chắn sẽ là một công cụ tra tấn hiệu quả. Khi hành hình, độ dài và vị trí của những cây đinh nhọn cần phải được điều chỉnh cẩn thận cho từng nạn nhân để tránh gây tử vong ngay lập tức do đinh xuyên quá sâu hoặc đâm trúng các bộ phận quan trọng. Sự xuất hiện của trình nữ sắt như một thiết bị tra tấn có thể được truy ngược lại đến cuối thế kỷ 18. Một triết gia người Đức tên là Johann Christian Bach đã viết về việc xử tử một kẻ làm tiền giả bằng trình nữ sắt ở thành phố Nuremberg vào thế kỷ 16. Tuy nhiên, rất có thể đây chỉ là một sự phóng đại và lẫn lộn với các hình thức tra tấn khác. Một hình thức tra tấn khác là sàn nhục nhã, Sentimental, hay tòa án xấu hổ ở Đức. Đây là một hình thức gây xấu hổ công khai, tương tự như cách đặt người vào cọc gông. Thường thì kẻ phạm tội sẽ bị khóa bên trong để mọi người chứng kiến. Hình thức này có thể được kết hợp với sắt móc Hy Lạp, một thiết bị cổ xưa của Hy Lạp dùng để tống tiền. Nó được thiết kế giống như một nữ hoàng Sparta sẽ ôm lấy nạn nhân khi các cánh tay khép lại. Nạn nhân sẽ bị ép vào trong thiết bị và những cây đinh nhọn phủ khắp tay, bàn tay và ngực sẽ từ từ đâm xuyên qua da thịt cho đến khi họ đồng ý trả tiền. Mặc dù trình nữ sắt gợi lên hình ảnh rõ nét về tính cách tàn bạo của các thiết bị tra tấn thời Trung Cổ, nhưng rất có thể đây chỉ là một huyền thoại hư cấu và không thực sự cần thiết, bởi vì trên thực tế đã có những hình thức tra tấn còn tàn ác hơn nhiều. 2. Chấn nước, waterboarding. Trong Thế chiến thứ 2, quân đội đế chế Nhật Bản đã chiếm đóng nhiều vùng rộng lớn ở Thái Bình Dương và Trung Quốc đại lục. Tốc độ các cuộc tấn công của họ dẫn đến việc bắt giữ nhiều tù binh chiến tranh, những người đã phải chịu đựng những đối xử tồi tệ nhất mà con người có thể tưởng tượng được. Điều này đã được cài đặt vào trong tinh thần các binh lính Nhật Bản. Do tình trạng thiếu lương thực cùng với việc đối xử tệ bạc và các bệnh tật, có tới 40% tù binh chiến tranh đã thiệt mạng. Nhiều tập đoàn lớn ở Nhật Bản đã thu thập các nô lệ này để làm việc tại các nhà máy, hầm mỏ than hoặc nhà máy hóa chất. Ngoài việc đối xử tệ bạc với tù binh chiến tranh, nhiều tù binh còn bị tra tấn nhằm tìm kiếm thông tin tình báo về lực lượng đồng minh. Bên cạnh những trận đánh đấm dã man, nó thường được tiến hành sau khi họ phải đứng dưới nắng gay gắt trong nhiều giờ liền. Những kẻ tra vấn Nhật Bản còn ưa thích dùng phương pháp chấn nước hay còn gọi là waterboarding. Trong phương pháp này, một tấm vải sẽ được đặt lên miệng và mũi nạn nhân. Sẽ có những người cố định mũi của nạn nhân hướng lên trên, rồi nước được tưới ào ạt lên tấm vải. Điều này khiến nước đọng lại trong mũi và miệng của nạn nhân, khiến họ phải chịu đựng cảm giác như đuối nước và ngạt thở. Điều này dẫn đến tâm lý hoảng loạn đến tột độ và gắng đấu tranh để được sống. Ngoài ra còn một hình thức tra tấn khác, mặc dù chưa được xác nhận, đó là sử dụng tre. Lợi dụng tốc độ phát triển nhanh của tre, các binh lính của đế quốc Nhật Bản đã buộc tù binh đồng minh nằm trên một giường với những đốt tre nhọn. Những đốt tre này sẽ mọc lên vài cm mỗi ngày, xuyên qua da thịt của nạn nhân, khiến họ từ từ mất máu mà chết. 3. Đóng cọc. Đây là một hình thức tra tấn và hành quyết đã được thực hành một cách vô cùng rộng rãi trước đây. Hình thức tra tấn này không quá phức tạp nhưng cũng gây ra mức độ sát thương tuyệt đối. Nạn nhân sẽ bị đâm xuyên bởi một cây trông hoặc lưỡi giáo ở các mức độ khác nhau. Hình thức này thường được dành riêng cho những tội ác được coi là nghiêm trọng nhất như sát hại trẻ em hoặc phản quốc. Nó đã được gắn liền với một nhân vật lịch sử vô cùng nổi tiếng về độ tàn bạo, đó là bá tước Vlad, cái luôn được người ta biết đến với cái tên Candidate Dracula. Ông ta được ví với hình tượng của một con ma cà rồng khát máu. Ở Romania, vào thế kỷ 15, tù nhân đã bị buộc phải ngồi trên những cọc nhọn và sắt
sau đó những cái cọc từ từ được nâng lên và xuyên qua người họ. Hình thức này sẽ khiến nạn nhân chết trong 3 ngày vì bị mất máu và thủng nhiều bộ phận trong cơ thể. Người ta còn đồn rằng Vlad đã sử dụng kiểu tra tấn này với hơn 20.000 người để giải trí trong suốt những bữa ăn của hắn. Như bạn có thể tưởng tượng, phương pháp đóng cọc là một quá trình man rợ và kéo dài, dẫn đến cái chết do chấn thương nội tạng nghiêm trọng và chảy máu. Cây trông hoặc lưỡi giáo sẽ được mài nhọn và đôi khi được bôi trơn. Nạn nhân sẽ được đặt lên và hạ thấp xuống mũi nhọn. Đối với nam giới là qua hậu môn hoặc miệng, và đối với phụ nữ là qua âm đạo. Cây trông hoặc lưỡi giáo sẽ xuyên ra hoặc qua cổ họng và miệng nạn nhân, hoặc xuyên qua giữa vai họ. Sau khi nạn nhân tắt thở, thi thể của những nạn nhân như vậy thường được sử dụng như một cảnh báo nhằm ngăn chặn những kẻ có ý định xấu. Mặc dù Vlad là nhà thực hành phương pháp này nổi tiếng nhất, nhưng nó cũng đã được sử dụng trên khắp thế giới, từ các đế chế cổ xưa của Ba Tư và Assyria, đến những sự kiện gần đây như cuộc diệt chủng người Armenia vào thế kỷ 20. 4. Kill Howling, kéo dọc qua sống tàu. Khi nghĩ về những hình phạt liên quan đến thủy thủ đoàn ngày xưa, bạn có thể nghĩ đến việc nhảy ra khỏi tàu hoặc bị bỏ lại trên một hòn đảo để chết đói. Nhưng một trong những phương pháp hành quyết hoặc trừng phạt tàn bạo nhất dành cho những thủy thủ bị coi là đáng bị phạt là kéo qua sống tàu. Quá trình này bao gồm việc lột trần một thủy thủ và buộc anh ta theo cách không thể bơi lội. Thường sẽ có vật nặng như xích hoặc trái đại bác được gắn vào cơ thể nạn nhân để kéo anh ta chìm xuống dưới nước. Bước cuối cùng là buộc nạn nhân vào hai sợi dây thừng, một là từ lưng anh ta đến một bên cột buồm chính, và sợi thứ hai buộc từ thủy thủ đó chạy dưới tàu đến bên kia cột buồm chính. Sau đó, nạn nhân sẽ bị thả xuống biển. Với trọng lượng của xích kéo, anh ta chìm xuống. Khi anh ta chìm dưới nước, phần còn lại của thủy đoàn sẽ kéo sợi dây thừng còn lại, kéo nạn nhân dưới đáy tàu trước khi kéo anh ta lên boong. Không chỉ nạn nhân phải đối mặt với nguy cơ đuối nước hoặc chấn thương đầu nghiêm trọng, mà phía dưới tàu chắc chắn cũng được phủ đầy những con hà và hàu nhọn hoắt. Nó sẽ xé toạc lớp da trần của nạn nhân để lộ vết thương ra với nước biển mặn mặn, khiến nạn nhân vô cùng đau xót. Mức độ thương tích sẽ phụ thuộc vào tốc độ kéo nạn nhân qua dưới thân tàu. Một tốc độ nhanh hơn sẽ khiến nạn nhân tiếp xúc với thân tàu suốt quãng đường chìm dưới nước, gây ra những vết thương khủng khiếp, thậm chí là lột da đầu. Phương pháp này có nguồn gốc từ hải quân cổ đại Hy Lạp, mặc dù nó cũng được sử dụng bởi hải quân Anh và Hà Lan trong thời kỳ đỉnh cao quyền lực của họ. Thật khó để tưởng tượng được sự kết hợp vô cùng khủng khiếp của các vết thương như vậy, để rồi nạn nhân được đưa lên tàu, không có nơi để trốn chạy và bị bao quanh bởi những kẻ đã thực hiện hình phạt man rợ này. 5. Chôn sống của nữ thần Vesta. Chắc chắn rằng nhiều người trong số chúng ta ít nhất một lần đã từng suy nghĩ về những trải nghiệm kinh hoàng của việc bị chôn sống. Và từ xa xưa đã có một biến thể khác của hình thức tra tấn này, trong đó nạn nhân sẽ bị nhốt trong một không gian chật hẹp trong thời gian dài, thường là cho đến khi chết. Trong nhiều trường hợp, một người sẽ bị nhốt phía sau một bức tường với những viên gạch được xây lên, nhốt chặt người đó vào một không gian chật hẹp và ngột ngạt. Việc thực hành hình thức tra tấn này có thể được truy ngược lại tận thời cổ đại La Mã, khi các tân nữ thần Vesta bị trừng phạt vì vi phạm lời khấn trinh tiết của họ. Những ai bị bắt sẽ bị lột chuồng và bị ép buộc phải vào một căn hầm mộ, sau đó bị xây gạch kín lại, với đủ lương thực và nước uống để kéo dài sự sống trong vài ngày. Với niềm tin nếu được nữ thần Vesta tha thứ, họ sẽ được thả ra. Như bạn có thể tưởng tượng, những nguồn thức ăn và nước uống sẽ sớm cạn kiệt và người phụ nữ sẽ chết một cái chết đau đớn và tủi nhục. Một số tu sĩ Thiên Chúa giáo khổ hạnh cũng tự nguyện ra mình trong mộ phần trong nhiều năm, chỉ có một cái lỗ nhỏ để nhận đồ ăn một cách ít ỏi. Ở Ba Tư, các bức tường thành thường được xây với một khoảng trống đủ rộng để một người đứng vào. Những người bị kết án sẽ bị lôi vào khoảng trống này trước khi bị xây kín lại bằng gạch. Những khe hở được để lại cho người bị giam có thể thở được trong vài ngày trước khi chết. Gần đây nhất, vào năm 1914 ở Mông Cổ, một hình thức giam cầm khác cũng đã được áp dụng, với người bị giam bị nhốt trong những chiếc hộp gỗ, treo lơ lửng sao cho họ phải ở tư thế khó chịu nhất, thường là với đầu và tay nhô ra. Bất cứ thức ăn hay nước uống gì được cung cấp cũng chỉ nhằm mục đích kéo dài sự tra tấn của họ. Một khi đã bị giam cầm như vậy, sẽ không còn cách nào để họ có thể thoát ra khỏi cái hộp đó. 6. Poena Kule, hình phạt trong bao da. Có một hình thức tử hình cổ xưa ở cổ La Mã dành riêng cho tội giết cha mẹ. Người bị kết án sẽ bị may vào trong một cái bao da cùng với một con chó, một con rắn, một con khỉ và một con gà. Khối lượng các sinh vật đang dãy giụa bên trong sẽ bị ném xuống một vùng nước, khiến tất cả chúng đều chết đuối. Như các bạn đã biết,
Gia đình là nền tảng cơ bản của xã hội La Mã. Người La Mã coi việc giết người mà bạn có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng là hành động đáng ghê tởm và có khả năng phá vỡ cả xã hội. Do đó, hình phạt cho tội danh đó phải đủ nghiêm khắc để phản ánh quan điểm này. Quá trình thi hành poena culae bắt đầu bằng việc người bị kết án sẽ bị đánh đập, sau đó đầu của họ sẽ bị bọc kín. Tử tù cũng sẽ phải mang những đôi giày gỗ nặng để giúp họ chìm xuống nước. Cuối cùng là bị nhốt vào cái bao da đầy những con vật. Luật La Mã quy định rất cụ thể về phương pháp hành hình này, gần như mang tính nghi lễ, từ chất liệu của túi da đến các dụng cụ dùng để đánh đập người có tội. Phương pháp này hiếm khi được sử dụng, chỉ dành cho những trường hợp cực đoan và cuối cùng đã bị thay thế bằng các hình thức khác. 7. Con bò đồng, Brazembu, hay còn được gọi là bò đồng đỏ. Đây là một hình thức tra tấn và tử hình được sử dụng trong thời Hy Lạp cổ. Đúng như tên gọi, thiết bị này được tạo hình giống như một con bò, nhưng hoàn toàn rỗng bên trong và được chế tạo từ đồng đỏ với một cánh cửa ở phía trên. Nạn nhân bị kết án sẽ bị nhắt vào bên trong và cánh cửa sẽ được khóa lại. Sau đó, một ngọn lửa sẽ được đốt bên dưới con bò. Vì thế ngọn lửa sẽ từ từ làm nóng lớp kim loại cho đến khi người bên trong bị nấu chín. Theo ghi chép, tất cả những gì còn lại sẽ chỉ là xương cốt của nạn nhân. Con bò trong khi bị đốt lửa trở nên sáng rực rỡ như những viên ngọc. Thậm chí, điều đặc biệt nhất của chú bò đồng này đó là nó có thể kêu được. Bên trong đã được thiết kế một hệ thống ống dẫn sẽ biến tiếng kêu đau đớn của nạn nhân thành tiếng gầm của một con bò hung dữ. Ngoài ra, bên trong chú bò trước khi hành hình cũng được đặt để một loạt các loại thảo dược, gia vị và hương liệu. Tất cả nhằm mục đích che lấp đi mùi của thịt người đang bị nướng. Theo truyền thuyết, một nhà độc tài tại Hy Lạp có tên là Phalaris đã cai trị vùng Sicily và một trong những họa sĩ ưa thích của y đó là Perillos đã thiết kế và chế tạo ra Brazembu để làm vừa lòng chủ nhân của mình. Nhưng thật không may cho hắn ta, chính Perillos lại trở thành nạn nhân đầu tiên của Brazembu. Perillos đã bị nướng sống trong tác phẩm của chính mình. Trước khi nhà phát minh này chết, y đã bị lôi ra khỏi con bò và ném xuống vực sâu. Có thể Perillos đã hy vọng rằng mình sẽ nhận được sự yêu ái từ vị chúa tể độc tài. Nhưng cuối cùng, y đã hoàn toàn lầm lẫn. Tất cả mọi người đều không hiểu Phalaris đã tử hình Perillos vì sự kinh tởm đối với hắn ta, hay chỉ vì Phalaris quá hào hứng muốn thử nghiệm đồ chơi mới của mình. Con bò đồng sau đó được Roma áp dụng như một phương thức hành quyết các Kitô hữu, với những nạn nhân tiêu biểu như Thánh Eustex và Thánh Antipas. Chúng ta thật khó có thể tưởng tượng ra cảm giác của một người bị mắc kẹt trong một không gian chật hẹp như vậy. Họ sẽ cảm nhận việc độ nóng ngày càng tăng, cái chết sẽ đến một cách từ từ và gây đau đớn khủng khiếp cho bất kỳ ai. Trong suốt lịch sử loài người, đã có rất nhiều các phương thức tra tấn và hình phạt khác nhau được áp dụng. Điều kết nối tất cả chúng lại với nhau là khuynh hướng độc đáo của con người trong việc tưởng tượng ra những hình thức tra tấn tàn ác. Đáng tiếc, số lượng các phương pháp đã được sáng tạo ra để gây đau đớn cho người khác lại vô cùng nhiều. Vậy sau khi xem xong video này, các bạn có cảm nhận như thế nào về những hình thức tra tấn này? Đừng quên để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.